đã trả lời tất cả những kênh anh em. Thì cái câu chuyện mà cha Tường, phòng khám cha Tường, và cái câu chuyện mà ngáo quyền lực cũng như là độc quyền quay cái vấn đề cha Tường thì gây bức xúc cộng đồng mạng. Thì hôm nay thì cũng có những cái điều mà Xuân Dũng nói về những cái chức danh trong đó, và nói anh Võ Đức là giả giám đốc hay đủ thứ. Thì nói chung là anh Võ Đức cũng liên hệ và cũng muốn chia sẻ những cái cảm xúc của mình và những cái khi tiếp xúc với cha Tường và cái câu chuyện cha Tường như thế nào để rõ hơn. Thì trước mặt quý vị là anh Võ Đức cũng như là vợ của anh, thì em chào anh Đức. Xin chào. Chào chị. Thì hôm nay thì anh Đức có thể chia sẻ quan điểm của anh Đức như thế nào về cái câu chuyện mà mấy dạo gần đây thì nói chung cộng đồng mạng cũng xôn xao, cũng tìm hiểu rõ hơn về cái vấn đề này từ hai phía, tại vì kênh truyền thông Xuân Dũng cũng đã đưa lên rồi. Thì hôm nay thì em cũng anh Xuân Dũng cũng liên hệ với tụi em thì muốn chia sẻ rõ hơn về cái câu chuyện của anh, thì anh có thể chia sẻ giúp tụi em và cũng như cộng đồng hiểu rõ về cái vấn đề này ha. Thưa quý anh, xin kính chào quý khán giả. Hôm nay thì chúng ta cũng hơi bức xúc và khó chịu cộng đồng, mấy đêm nay ngủ không được. Tôi mới tìm quý anh chủ tịch này để xin được chia sẻ những cái mức trong lòng mà mình cảm thấy mình thương cha, cố gắng đè nén nhưng mà rồi cuối cùng đè nén không được. Thì tính cách anh Trương Xuân Dũng coi thường tôi quá, đè bẹp tôi quá. Từ lúc mà anh Phong Râu bước vào quay mà tôi buổi tối không cho Xuân Râu, anh Phong Râu quay, và tôi tự hạ mình xuống, tôi nói cái này là bạn của tôi Xuân Dũng ơi. Xuân Dũng ngồi hát hủi tôi, bất cần tôi là cái gì hết, chúng lên đây coi thường tôi là một đứa trẻ ở ngoài đường không biết gì cả, và giống như một đám rất là tạt vào mặt tôi. Dù gì tôi trước khi mà tôi về với cha Tường quay trong, tôi về cộng tác phụ cha Tường hàng tuần vào thứ năm và thứ sáu mỗi tuần. Tôi tự lái xe xuống và tôi làm việc xong tôi ra khách sạn tôi ngủ. Thứ sáu tôi làm việc tiếp, chiều thứ sáu tôi về. Tôi không cần bao giờ cần phải cha cảm ơn tôi hay bệnh nhân cảm ơn tôi. Quý vị đã nhìn tất cả clip của tôi rồi, tôi làm việc có hiệu quả không, và tất cả bệnh nhân đều biết điều đó. Nhưng mà Xuân Dũng coi thường tôi quá, Xuân Dũng nói tôi giả danh, không có tờ giấy nào của cha xác nhận tôi là phó giám đốc hết. Từ lúc tôi vô là tháng 3, Xuân Dũng tới tháng 6, Xuân Dũng mới bước vào. Nhưng những cái quyết định của cha là quyết định cho tôi từ tháng 5. Khi mà cha thấy tay nghề tôi không biết, quen với nhau lâu mà không biết Võ Đức sao chưa bệnh giỏi quá, cha mới tiếp tục tôi tìm của cách sau, ráng cố gắng thứ 5, thứ 6, thứ 7 đi Võ Đức. Tôi nói dạc không được, con chỉ giúp cha ngày thứ 5, thứ 6, thứ 7, chủ nhật công việc Cần Thơ, thứ 2, thứ 3 thì con ở phòng khám. Một cùng một số con có thời gian là nghĩa với cha, rồi cuối cùng cha cũng đồng ý. Nhưng mà vừa rồi tôi bức xúc khi mà Xuân Dũng đè bẹp tôi xuống, một cách không tương tiếc gì hết. Hỏi Xuân Dũng là ai? Xuân Dũng chỉ là một youtuber, khi mà cha có nhu cầu sau này đó, muốn nhờ Xuân Dũng cũng có, nhờ Xuân Dũng đưa vô kinh của Xuân Dũng. Và từ 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 Xuân Dũng thứ 6, thứ 7, thứ 8 Xuân Dũng mới từ từ nhiều người biết đến. Chứ tôi, trong tầm mắt tôi Xuân Dũng chẳng là cái gì hết. Xuân Dũng đi học Bội Nam Y, chính bản thân tôi dẫn Xuân Dũng đi học với thầy Nguyễn Như Lai, bởi vì là 2 ngày 2 buổi chứ phải 2 ngày 2 buổi thứ 7 và chủ nhật. Xong đó Xuân Dũng móc nối với thầy Kỳ ở ngoài Hà Nội, thầy Kỳ bên trường Truyền Tỉnh, qua không bỏ thầy Lai qua bên, mặc dù thầy Lai là chủ nhiệm câu lạc bộ ngoài Truyền Tỉnh, nhưng mà Xuân Dũng bỏ ngang thầy Lai qua một bên, móc thầy Kỳ xuống dạy một ngày chủ nhật cách 3 tuần, xuống dưới phòng khám của cha Tường trước khi cha mất một tuần để đào tạo có một ngày thôi, một ngày chủ nhật thôi. Sau đó thầy Kỳ về cấp giấy cho mấy anh chị em đó. Tôi không biết như thế nào, nhưng mà cái sự học hỏi tôi rất là, nếu mà đi học nghề những dây ấn bấm quyệt hay là kiểm tra khám bệnh đó, Xuân Dũng chưa đủ tư cách, tôi khẳng định điều đó. Vì Xuân Dũng cũng học cái máy mà để của Trung Quốc 4 triệu chín mấy 5 triệu cũng học qua tôi, và tôi chia sẻ cho Xuân Dũng cái máy đó mua về để kiểm tra tổng quát, chứ nó cũng chẳng giúp được cái gì hết. Rồi Xuân Dũng cũng mua cái một, Xuân Dũng không có mua,
Nhưng mà Xuân Dũng đề cập với một bệnh nhân nào đó, bệnh nhân nó mua hai cái và tặng cho Xuân Dũng một cái, 4.9 triệu mấy. Rồi bệnh nhân có một cái về kiểm tra, nói chung kiểm tra cái máy nó chơi cho vui thôi. Nhưng mà Xuân Dũng khoác cái áo của vào, yêu cầu tất cả bệnh nhân vào từ A tới Z vào để kiểm tra lại và xếp số thứ tự của bệnh nhân từ 1 tới 700, 800 gì đó, từ lý của Xuân Dũng. Và khi chỉ trẻ ra một đường đó đi thì cha thấy nó hợp tình hợp lý, cho đỡ bớt cái vấn đề trật tự. Còn vấn đề ở đây, Xuân Dũng tự ý đưa mặc áo trắng vào và tự ý làm tất cả những việc đó không qua hỏi thầy nhẹ. Tôi là phó giám đốc của một doanh nghiệp của cha, không phải phó giám đốc của một phòng khám, mà phòng khám là thầy nhẹ, là một thầy có cái chất quan trọng ở đó, thầy dễ đứng pháp lý tất cả những bệnh tật ốm đau gì, những vấn đề chữa trị như thế nào, tất cả đúng ra phải qua thầy nhẹ. Và các thầy đó vào mặc áo khám bệnh ở dưới đây mà cũng phải qua thầy nhẹ. Bản thân tôi mặc cái áo, mặc dù cha nói tôi nên mặc áo vào, tôi cũng biết khi nào mặc. Tôi có hỏi ý thầy nhẹ không, thầy Đức có bằng cấp đầy đủ, thầy cứ tôi đồng ý thầy Đức mặc áo đi cho nó lịch sự. Nhưng cái phần của tôi bấm quyền phải dùng năng lượng rất nhiều, cho nên đôi khi tôi muốn mặc áo cũng nóng quá, mà nóng quá thì tôi không còn đủ sức để tiếp tục. Từ 9 giờ sáng tôi làm tới 6 giờ tối tôi không có nghỉ chưa, thì đôi khi tôi không muốn mặc áo. Và tôi có trao đổi, trước khi đó tôi cũng trao đổi với thầy nhẹ, đã đồng ý. Nhưng sau này tôi thấy Xuân Dũng tự mặc áo, Xuân Tân cũng tự chữa bệnh mà hỏi nhẹ có báo qua thầy nhẹ cũng không báo cáo, tự làm. Và sau khi cha mất rồi, Xuân Dũng tự cho con Xuân Dũng vào mặc áo luôn trắng luôn hả? Mặc áo đi khám bệnh luôn, tôi không biết khám bệnh cái gì đấy nữa. Và mới vừa rồi đây tuần rồi, Xuân Dũng nhận được mấy cái giấy chứng nhận học chứng chỉ học có một ngày, rồi ra cầm ra cà phê tôi biết phải cái gì nữa, rồi tự hào cho mình là thầy và xin thầy với tất cả bệnh nhân. Tôi tất cả clip nào cách chứ tôi dám nói xin thầy cái bệnh nhân không có trừ bệnh nhân nào nhỏ mà khả năng tôi can thiệp hiệu quả, tôi mới dám gọi là thầy của tôi. Chưa bao giờ tôi dám xin tôi là thầy, mặc dù tôi mấy mươi năm rồi. Đây là những sự chia sẻ tôi về ức chế. Chứ còn cha Tường đối với tôi là một số một, cha rất giỏi, cái đầu của cha rất giỏi. Nhưng mà đôi lúc chính buổi trưa ăn cơm xong rồi, tôi là người bấm quyệt chân cho cha, tôi ra khỏe. Cái nằm trên võng, tôi là người bấm quyệt cho cha cũng nhiều lần. Rồi sau khi nó chăn, giấc ngủ chăn ngủ đi, khoảng chừng 4-5 phút chăn ngủ rồi tôi đi ra ngoài. Và trong những lần mà sau này tôi nhận nghĩ rằng Xuân Dũng là người hại cha chứ không phải là ai hết. Tôi dám nói điều đó, tại Xuân Dũng cứ tâu cha hết chuyện này qua chuyện kia, làm cha suy nghĩ. Tất cả những gì vẽ ra công chuyện ở phòng khám, Xuân Dũng cứ đề nghị với cha. Nhiều lúc tôi gọi cha cho nói, tôi cũng giảm bớt đi. Và tôi cũng nói thôi cha nói gì Xuân Dũng đừng nói để cha suy nghĩ. Tại tôi thấy hai dấu hiệu tai biến của cha đang nổi được này. Chính tôi là người nhắc cha, con đã cảm thấy những dấu hiệu tai biến của cha, cho bỏ bớt đi, cho là suy nghĩ gì. Nhưng Xuân Dũng là người cứ đưa tin cho cha, hết tin này qua tin kia, hết tin này qua tin kia, là cái nguồn cha cứ suy nghĩ cho cha. Đầu quá. Từ chỗ đó mà cha cảm thấy căng thẳng quá cha. Tôi nghĩ là có một phần trách nhiệm là do Xuân Dũng. Ai nói gì nói, tôi dám nói điều đó là trách nhiệm Xuân Dũng tìm cách để nói cha nhiều quá, cũng như chiếc xe. Xuân Dũng cứ nói cha cái xe để không, để làm gì cho con bỏ ra con sửa đi cha. Rồi cha sang tên cho con lấy xe con chạy đi về. Ủa vậy là sao thấy là Xuân Dũng nói là cha năn nỉ là đưa chiếc xe để cứu bà con hả? Khi ăn cơm trưa có một mình tôi, cha và Xuân Dũng. Cha bàn với tôi là Xuân Dũng đề cập vấn đề đó, có mặt tôi. Và khi mà hai lần Xuân Dũng đề cuối cùng cha nói, Xuân Dũng này thì cha muốn sang đây, cha đi giấy tờ con với cha. Cha nói rồi để cho tiền cha bỏ đâu. Sau đó Xuân Dũng nhắc đi nhắc lại, cha đồng ý đưa giấy tờ cho Xuân Dũng. Đưa mà sao không sang tên? Nhưng chưa sang tên. Tại vì khi mà ra đột quỵ nằm xuống thì chưa kịp có lại trời định như vậy. Xuân Dũng ý định là muốn lấy xe để dệt le với là của riêng. Tôi biết điều đó. Vậy là do Chúa rồi, Chúa không cho rồi. Thì khi mà cái ngày thứ hai cha mất và tôi quay cái clip mà tôi quay chỗ mộ cha mất nữa,
ngày thứ hai cha nằm xuống đó, đưa cha ra ngay chỗ mời cuối cùng đó, thì tôi có trao đổi với anh Năm, anh chị Năm, anh Bảy chị Bảy, và tôi yêu cầu thu hồi chiếc xe đó. Chính ban trực tôi đề nghị danh Bảy chị Bảy rút cái chiếc xe ra làm kỷ niệm. Chị Bảy đồng ý, nói đúng rồi, bây giờ phải kêu từ xin ủng vô lấy chiếc xe ra để dành là tài sản của cha và để làm kỷ niệm cha chung. Xuân Dũng không bao giờ có ý đồ, ý định trả lại xe. Cái đó cho tôi xác nhận điều đó, tôi nói chuyện như vậy. Vậy là Xuân Dũng là muốn lấy trắng cái chiếc xe đó luôn. Đúng, chính xác. Nhưng mà chưa kiểm tra mắt nghe. Bình thường là xin phép cha gọi là cướp trắng. Bản thân Xuân Dũng á, trước khi mà dẫn Xuân Dũng tới Thà Lai, tôi thấy cái màn hình máy của Xuân Dũng bể nứt làm đôi. Bản thân thấy cái tội, tôi mua cái điện thoại. Hai cái điện thoại 37 triệu, hai cái, một cái người Samsung S23 cuối nhất á, tôi tặng cho Xuân Dũng một cái. Cái đó là cái làm YouTube rồi công nghệ rất là tuyệt vời đó. Cái đó rất đẹp, hình ảnh rất đẹp, cũng như tôi đang có đó. Chính tôi đang tặng bà xã nói, trời ơi Xuân Dũng em nhìn cái mặt nó có đáng đích gì đâu mà anh tự nhiên anh sẽ cho. Vậy là chính bà xã tôi là cho mấy ngày. Tôi cho được khoảng một tuần sau thì 2-3 ngày sau nó lên bảng đó, mấy con Xuân Dũng nứt bể trơn rồi, nó xấu quá. Nếu bà con nào, bệnh nhân nào có những điện thoại nào cũng quăng qua cho Xuân Dũng tôi không ngờ Xuân Dũng dám mở lời để xin điện thoại của bà con. Trong khi đó là anh đã cho tôi đã cho cách mấy ngày rồi. Và chính bà xã tôi là người bà nói rằng anh không tin Xuân Dũng, em muốn tin thằng đó. Vậy là chị cũng đã phát hiện. Bà xã tôi nói cặp mắt của nó không có đáng tin, nó ghê lắm. Để lát bà xã tôi xin phép bà xã tôi sẽ trao đổi như thế nào. Thì sau đó thì câu chuyện xảy ra chỉ có một ngày khi cha mất, Xuân Dũng trở mặt tôi liền. Mà lúc đó thì nghe anh Đức chia sẻ lại cái vấn đề mà cha mất thì Xuân Dũng có thông báo gì cho anh để biết không? Dạ không. Chúc anh ở đâu? Khi 5 giờ chiều cha bị đột quỵ, chị Hạnh, thầy bác sĩ Hòa với một chị Lan ở phòng chỗ nhà cơm á. Ông thầy điện là sau 10 giờ rồi, 11 giờ thầy mới điện. Còn Võ Tòng là phó giám đốc điện thoại cho tôi lúc 10 giờ. Xong tôi suy nghĩ cha bệnh tự chắc tại sao lúc 5 giờ chiều không ai điện cho tôi. Mà lúc đó thằng Xuân Dũng đã nhận được tin rồi. Trên đường đường đó nó chạy xuống phòng khám, nó không điện cho tôi. Khi mà tôi mời anh Võ Tòng phó giám đốc anh điện cho tôi chạy gần tới bệnh viện còn khoảng 10 phút nữa thì nghe Xuân Dũng điện cho tôi, nói tôi biết rồi, còn 2 phút nữa tôi sẽ tới liền. Tôi tới thì thấy nó đứng ở bệnh viện, tôi buồn quá, tôi mới giận, tôi nói tại sao mấy người không có điện thoại cho tôi là sao. Và tôi thú thật, tôi là một lương y ít nhất cũng trên 50 năm rồi. Tôi học về không phải về năng lượng sinh học đâu, đây tôi là học bên một quyền thần linh vạn thiên giới linh, tôi có thể điều khiển từ xa được. Thầy tôi có thể biến hóa từ trẻ ra già được. Tôi nói thật, thể môn phái vạn thiên giới linh rất là nổi tiếng, tôi có thể điều khiển được tất cả những gì một khi tôi cần. Nhưng mà tôi rất tiếc là bán cho tôi từ khi 5 giờ tới 12 giờ nữa tôi tới thì bệnh viện không cho tôi vào. 2 giờ cha chết lần thứ hai, nhồi tim hô hấp tạo lần thứ hai, khi đó mới cho tôi vào. Cha thì coi như bộ não cha đã hết rồi, và bệnh viện Trà Vinh khuyên nên đưa về đi, nhưng mà tôi bảo gia đình không còn nước còn cát, xin chuyển lên tuyến trên. Và tôi nghĩ rằng gia đình chuyển lên tuyến trên là chuyển gì trời đấy, làm thủ tục chuyển, nhưng mà chuyển lên tuyến trên là lên bệnh viện FPS Cần Thơ. Khi tới Cần Thơ thì tôi không còn cách nào khác hơn, tôi phải chấp nhận theo gia đình. Chứ tôi nghĩ rằng tôi về trời đấy thì tôi sẽ có quen một số y bác sĩ ở đó, ít nhất tôi có thể trời đấy là một chuyến trên số 1 về tai biến. Nhưng thôi, tôi chấp nhận ý Chúa đã vậy thôi. Thì 2 ngày sau thì tôi sau khi về FDS Cần Thơ rồi thì 7 giờ rưỡi sáng tôi không còn hy vọng, và tất cả gia đình tới thì tôi muốn để gia đình tự do. Tôi chạy về Trà Vinh. Từ khi mà từ Trà Vinh chuyển lên là tôi đi cùng chiếc xe cứu thương của bệnh viện Trà Vinh đưa cha lên bệnh viện Cần Thơ. Dũng có sao Xuân Dũng cận kề cha người kia vậy? Xuân Dũng không được phép đi, tại Xuân Dũng không phải là người thân. Và tất cả gia đình đều quý tôi, xem tôi cách đây 20 năm tôi là một người thân của gia đình, như một người con trong gia đình. Tại vì bà má của cha cũng là người chăm, khi bệnh hoạn trên Sài Gòn tôi cũng lo, cha từng bị mổ vật trên Sài Gòn tôi cũng lo, tất cả gì chúng như tôi 20 năm giữ tôi lo cho gia đình cha. Và gia đình cha coi như một con, một anh hai
trong gia đình, cho nên tôi được ưu tiên đó gặp bệnh cha. Thì tới bệnh viện chợ khi đó khoảng một tiếng đồng hồ sau cũng mới tới, thì tôi đoàn dạo sức ăn mộng để chạy tới như và chờ anh Bảy về. Khi anh Bảy về ra được một ngày, tôi lời nói tôi đây để chứng minh cho anh Bảy, tôi nói như vậy, tất cả những gì anh Bảy lo được anh Bảy lo, em trên xe em vẫn còn 1-2 tỷ, em thưa anh Bảy, em xin phép anh Bảy, em nói thẳng với anh Bảy và chị Bảy chị Năm, em khả năng bây giờ hiện tại em vẫn trên xe em vẫn còn 1-2 tỷ trên xe, anh Bảy cứ lo đi, đừng có lo về tiền. Và em nói thật anh Bảy đừng nói về tiền cho em, anh Bảy không có giàu bằng em đâu. Cái lời nói tôi công nhận, tôi nói thẳng anh Bảy mình mỗi ngày, ngay trong đêm bữa đêm đó, cứ lo hết cho cha đi, em có tiền em không, anh Bảy đừng có lo. Nhưng mà xui cho cha không được may mắn, cuối cùng cha đã ra đi. Cái này mới đây Xuân Dũng nói rằng Xuân Dũng đó, Xuân Dũng chữa bệnh cho cô đã đi được, Dũng chữa đi được luôn là đúng. Xuân Dũng tự nhận về điều đó, mà khi mà tôi chữa bệnh đó, chính Xuân Dũng cũng nhìn thấy tôi chữa bệnh cô đó, và Xuân Dũng đứng về cười nữa mà. Cô đó đến liền nay đã đi lại rất là tốt đẹp. Và tôi xuống Xuân Dũng đó, tôi nhìn thấy cái cách đúng lý ra là phải nhẹ, phải có trách nhiệm tại phòng chữa bệnh của cha, thầy phải có ra bắt buộc hai mặt áo blue được, ai có 10 ngày chữa bệnh nào, nhưng thầy nhẹ thương cha, thầy không muốn nói nhiều, thầy nhẹ cũng im lặng để tất cả những gì cho bầu biết mỗi qua đi. Và tôi chính bản thân tôi trách thầy nhẹ phòng để chữa bệnh ra đây, và thầy là trưởng phòng, quyền trách nhiệm của thầy không phải trách nhiệm của phó giám đốc như tôi. Tôi là phó giám đốc kinh nghiệm, cha đã nằm xuống chưa bầu lại 4 phó giám đốc, chưa bầu lại 2 hết, thì tôi cũng chưa có quyền nói gì nhiều. Tôi chỉ mong rằng cái phòng trưởng phòng của thầy nhẹ, thầy phải có cái luật của thầy, bước vô phòng này ai là người đưa quyền mặc áo blue và ai là bệnh nhân, tất cả các phòng ban phải chuyển về thầy và hỏi muốn chữa bệnh như thế nào, phải qua ý kiến thầy, không phải như Xuân Dũng tự mặc áo mình vào, tự mình đặt vô cái chuyện YouTuber mà mình chữa bệnh khám bệnh rồi xưng thầy với mọi bệnh nhân. Tôi không đồng ý. Xuân Dũng lấy tư cách gì để làm thầy, bằng cấp gì, học ngày nào? Không, tại thì cái đó nghe lời cha đó. Không, cha muốn cho Xuân Dũng có một thế đứng để truyền thông thôi, để mọi người quý, bệnh nhân quý thôi. Nhưng mà sau khi cha mất rồi thì Xuân Dũng phải biết thế mình đứng là chỗ nào, và đưa con mình vào mặc áo blue nữa là sao. Tôi thấy tôi phản đối, và tôi cũng muốn thầy nhẹ, thầy phải nghiêm khắc tại vấn đề đó. Thì trách nhiệm trưởng phòng là trách nhiệm của thầy, có chuyện gì xảy ra là người ta níu áo thầy. Xuân Dũng lúc đó ra đi rồi, ta tôi nghĩ rằng thầy nên bàn lại tại bên doanh nghiệp yêu thương cho công của cha, phải có một cái tài khoản riêng của cha, của doanh nghiệp, và tất cả những tài khoản mà để xin để hỗ trợ giúp đỡ cho doanh nghiệp để cho phòng khám, và thầy cũng có một phần trách nhiệm yêu cầu chuyển vào cái tài khoản của phòng khám, chứ không phải tài khoản cá nhân của Xuân Dũng được. Đây là ý kiến của tôi đóng góp đi với quý anh và có thầy nhẹ. Có vấn đề này thì thầy cho mình tin sơn với nhau. Dạ. Nói đúng là chắc là em cũng chưa có trao đổi với ở bên chuyên môn những người có cái quyết định mặc áo vào chức vụ gì. Thế em cũng chưa có đề xuất gì trước là cha cũng như là mới đúng thể tuân lời theo ý cha là cũng người ta vào mặc nước hay như là cha nói về mặc về môn chuyên môn, thì em phải là làm sao để cho điều trị cho bệnh nhân nhanh khỏi bệnh. Còn các mọi việc cha lo như là đấy thì còn cha thì tuân lời, còn nếu như cho anh nói là cái này và người nào được tập quyền mặc cái áo đấy. Vì chỗ là các em ngày xưa em học ở trong dưới nhà trường, nên là các em ra có được bước xuống cổng mình cũng đi uống thuốc bốc chè mới được cởi áo tập lách trong ra uống cái cổng lung tung như vậy đâu, không có là không vui thì chẳng làm. Nhưng mà cái này ra cũng rõ ra cũng phải bởi là trao đổi những người có tập quyền chuyên môn mà được mặc áo lúc nào, mà người nào là đã qua được trường lớp chuyên môn nào thì mặc được. Bây giờ đúng là đến bây giờ phải phải một đúng là về cái tài khoản thì nghe không tham gia thì giờ là
giám đốc hay phó giám đốc trong cái ban để đưa doanh nghiệp thôi. Đúng rồi. Còn em là em quản lý chặt về cái chuyên môn của em. Thì không thể nào mà qua được về cái chuyên môn. Vì cái nhất là về cái chuyên môn là nhà nước đã ban hành này và trong các bộ luật của những cái chuyên môn còn không thể để được cái chỗ này thì các em còn ở trong phòng khám thời gian nào là đúng được công tác thì em nghe, cần không có thì em nói đúng là em cũng xin nghỉ không làm được. Nếu mà không đúng theo cái quy định này mà có quyết định riêng của đồng chí, không có cái quyết định riêng đấy thì là em cũng xin nghỉ. Còn thì em cũng đã cho ở trong phòng khám hết rồi, như trong doanh nghiệp hết rồi mà chúng ta không kiện toàn mạng được như vậy thì em sẽ cho là 3 tháng một lần là cho đi tìm người để thay thế cho em. Thay thế thì em mà được lúc nào thì là em xin nghỉ tự động. Em đã nói với anh em rồi, tôi từ Bắc vào đây 2200 cc. Đúng ra thì tôi vào đây thì tôi cần cái làm ở đây để đưa thương giao thông để các con tôi, các cháu tôi nữa, làm giàu, nghèo, lúc tôi. Thế nên là tôi muốn được mang cái tâm để giúp và nó cũng đúng thì tôi cũng nghe mình cho mình nhiều lúc mà trong cái nghiệp bây giờ thì cha cũng mất rồi, bây giờ còn lại giờ nó không kiện toàn lại được theo đúng trong cái chuyên môn và trong cái đồng nhất có cái văn bản của khu doanh nghiệp là cha cũng xin nghỉ và cũng ra tôi rồi đi tìm là trước mắt nó vào này cha nói rồi cha con tâm sự rồi là con đào con đúng thì con biết con đúng cho cha là một năm thì con phải cho cha đi tìm nhưng mà không biết cha đi tìm thì không rõ. Theo bây giờ thì theo quan điểm thầy nhẹ cũng như anh Đức là nãy giờ cũng có nói đó, bây giờ nếu mà rõ ràng, nếu mà bây giờ rõ ràng lại chuyên môn thì nếu anh Võ Đức có ý kiến không? Dạ riêng cá nhân Võ Đức ấy, thì lúc là Võ Đức cũng muốn được chia sẻ hy sinh tiếp tục nơi phòng khám của cha, thật tình mà nói vậy. Và Đức cũng năn nỉ bà xã nói tôi tháng đi em, mình ở trên này cũng chữa bệnh cho bà con nhưng mà tập trung dưới chỗ cha nó một cái gì đó rất là riêng. Tôi cũng riêng tôi thật, tôi rất mong muốn được tiếp tục làm việc với cha Tường với điều kiện phải rõ ràng. Thứ nhất, những người có trình độ chuyên môn cũng như thầy Tiến, thầy Thanh, thầy Quý, nhất là thầy Nhẹ trưởng phòng có cái tâm rất tốt. Còn tất cả các bộ phận khác thì tôi nói thật cũng đang làm việc rất tốt, nhưng đối với phía Xuân Dũng tôi nói thật tôi bất bình. Xuân Dũng quay phim được, vợ Xuân Dũng quay phim được, con Xuân Dũng quay phim được, một đệ tử Xuân Dũng quay phim được, đứng quay phim công khai trước bàn thờ, trước chỗ cha mất rồi, trước chỗ cái mất cha đọc kinh dân lễ quay nghênh ngang không bất chấp tất cả gì hết. Còn riêng tôi là phó giám đốc, tôi dẫn một người trong râu vô bất chấp tôi là phó giám đốc thì đuổi thẳng tay. Tại anh không chuyên môn á, tại vì bên kia là chuyên môn của nghiệp vụ, còn gia đình mới nghiệp vụ, chủ yếu là ta kiếm tiền, tìm cách để ta kiếm tiền câu like câu view thôi. Tôi biết điều đó nhưng sau này tôi không muốn cãi là lý do tôi sợ Xuân Dũng. Không sợ, tại sao vậy? Tôi thương cha tôi không muốn nói nhiều, nhưng mà Xuân Dũng cố tình đè bẹp quá thì bắt buộc tôi phải lên tiếng với cộng đồng, với quý anh, để quý anh đưa lên cho bà con biết được Xuân Dũng là con người như thế nào và bản chất Xuân Dũng muốn quay phim độc quyền để làm gì. Chứ không phải Xuân Dũng tốt lành, Xuân Dũng không có tốt. Có những cái doanh nghiệp này và trong phòng khám này nếu kiện toàn lại được như thế thì lúc nào tôi cũng là giúp đỡ trên xe ở trước trưởng phòng để tôi sẽ phục vụ. Ba giờ tìm được người mà đúng ở trên sở y tế công nhận thì tôi lúc nào vui vẻ là tôi sẽ giúp. Thế còn thì cái chỗ là bây giờ thì nó cũng chỗ là chính ra là người công sư tôi đã biết được chuyên môn đã bảo bây giờ thầy đến đây riêng trong 3-4 người mà về có cái bằng cấp thì trong được 3 năm thì thầy sẽ ký được cho là cái sự thay mặt để đứng được phòng thì giúp đỡ được một số tương đối là một số thời gian và sinh cái phí. Tôi thì tôi còn tôi rất mong muốn cho các thầy có đủ một cái chuyên môn như tôi để cứu người, mục đích cho cứu người. Bây giờ nói đến là tại sao mà bây giờ rồi tôi cũng xin là tôi nghĩ tất cả anh em trong phòng đó là một cái lý do thầy mà ta rút ra bây giờ thì
cơ sở y tế là không có cửa hàng, muốn gì luật là nó sẽ đóng cửa. Đóng cửa thì những bệnh nhân này từ Nam từ Bắc từ ra về trước mà ở đây thì rất là đáng ghê. Và cái cô là đúng là chúng tôi cũng là cái thứ nhất là thời gian 3 tháng để kịp người, nếu không được thì kể cả 3 lần 3 tháng tôi vẫn giúp cho lòng 3 lần 3 tháng tôi cũng được, như vậy là với điều kiện phải nghĩ rằng thì phải kiện toàn mặt nhau hai điều và gọi tôi mới. Nói chung thầy Nhẹ cũng đã nói những quan điểm này, nói chung thì không biết đợt này như thế nào, thì mong muốn này thầy Nhẹ cũng như anh Võ Đức thì đã nói chia sẻ tới cộng đồng, thì ở đây mình cũng xin nói lại cho người biết anh Võ Đức là một người không thiếu tiền, ở đây nói thẳng là không thiếu tiền, cho nên là anh Võ Đức muốn góp công giúp cho bà con khó khăn thôi. Còn một người đi làm kiếm tiền công lao công hiêu thì hai cái đẳng cấp nó khác nhau rồi quý vị ha. Một cái người đi tìm thì hiêu lợi ích, còn một người người ta có tiền người ta muốn cống hiến để khác, cho nên là quý vị cứ tự mình tìm hiểu ha. Còn đây thì sắp tới nói chung thì cũng có chị của anh Đức ở đây cũng có bà xã vợ lộn.